Thưa quý vị, để hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, ươm tạo các dự án khởi nghiệp công nghệ cao, việc tìm các chuyên gia để tư vấn chuyên sâu cho các dự án là vô cùng cần thiết. Do vậy, dù gặp khó khăn do dịch COVID-19, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu Công nghệ cao Đà Nẵng vẫn nỗ lực hỗ trợ các dự án được làm việc với chuyên gia theo hình thức 1-1. Đây là buổi tư vấn chuyên sâu giữa chuyên gia với nhóm dự án tạo việc Algavi do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu Công nghệ cao tổ chức trong 2 ngày 4 và 5 tháng 10. Mặc dù dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát và số người tham gia buổi tư vấn không nhiều, nhưng để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, trung tâm vẫn tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo đó, chuyên gia trực tiếp trao đổi với nhóm dự án, hỗ trợ những vấn đề cần thiết. Việc vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác hỗ trợ các công nhân chuyên nghiệp trong hiện đại thông qua hình thức online thật sự là hiệu quả. Thì qua hình thức trực tuyến giữa các chuyên gia và nhóm chuyên nghiệp thì các chuyên gia sẽ đánh giá được các nhóm chuyên nghiệp mặt nào yếu, mặt nào mạnh. Thì thông qua đó các nhóm chuyên nghiệp sẽ định hướng được cho mình cái mô hình kinh doanh cũng như cái marketing vào thực tiễn, cũng như cái việc là ứng dụng cái thương mại sản phẩm trong cái vào thực tiễn trong cái giai đoạn sắp tới. Tạo việc Algavi là một trong những dự án khởi nghiệp được ươm tạo tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Dự án nghiên cứu nuôi cấy và sản xuất các sản phẩm từ tảo xoắn. Tuy đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công, song dự án đang gặp khó khăn về marketing, việc tiếp cận thị trường, tổ chức bán hàng. Đây cũng là cái khó chung của hầu hết các dự án khởi nghiệp. Vì vậy, rất cần sự tư vấn chuyên sâu của chuyên gia. Được tư vấn chuyên sâu thì một nên mình thấy rất là hiệu quả. Thứ nhất đó là những cái khó khăn cũng như là những cái tư vấn của chuyên gia nó xác thực hơn về dự án của mình, cũng như nó phù hợp với các điều kiện hiện tại của mình, và nó đem tới những cái kiến thức mới cũng như là những cái định hướng mới, cũng như là một các hướng phát triển và đưa tới khách hàng nó có tốt nhất và nó phù hợp với từng dự án cụ thể. Tư vấn chuyên sâu một thì nó mang hiệu quả cao hơn so với các tư vấn thông thường. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu Công nghệ cao cũng cho biết, sau một thời gian gián đoạn vì thực hiện yêu cầu giãn cách phòng chống dịch COVID-19, từ nay đến cuối năm, trung tâm sẽ đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ các dự án startup. Trong tháng 10 thì trung tâm sẽ trình cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp cái quy chế ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Thì thông qua quy chế này thì trung tâm sẽ tuyển chọn những cái nhóm khởi nghiệp thật sự hiệu quả cũng như chất lượng để thúc đẩy quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao. Và qua đó thì trung tâm cũng chú trọng hơn nữa trong cái việc là nâng cao cái đội ngũ cho cán bộ trong việc hỗ trợ các nhóm startup. Trung tâm ươm tạo công nghệ cao có tổng diện tích hơn 2.000 m², dự kiến giai đoạn 2 dự án sẽ nhanh chóng được triển khai để nâng diện tích nhà xưởng lên gấp đôi. Tại đây còn có 90 hectare đất sạch dành để cung cấp cho các nhà đầu tư ươm tạo công nghệ cao. Hiện khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút 3 dự án ươm tạo và đang tiếp tục có thêm 5 dự án ươm tạo đăng ký.